Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Sau đây chúng ta sẽ đến với tản văn Nón bài thơ Nét duyên xứ Huế, tác giả Hoài Cẩm, qua giọng đọc Như Thụy, Minh Kiều. Một lần, em cùng tôi ra chợ mua quà cho người quen ở phương xa. Em trố mắt nhìn tôi: "Thời buổi này rồi chỉ còn mua chi mấy cái nón lá? Ở ngoài họ bán đầy các loại mũ nón thời trang, ưng kiểu dáng chi cũng có, chứ mua chi cái nón quê mùa đi nữa." Tôi cười: "Có một thời tôi cũng đã hỏi mẹ tôi giống như em bây giờ. Phải một thời gian dài sau đó tôi mới hiểu, có những thứ trong cuộc sống không thể thay đổi được. Đó là các giá trị truyền thống văn hóa. Tôi tin chắc không phải vô cớ mà nón lá Huế vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Và cũng không phải vô cớ mà nhiều gia đình làm nón lá vẫn có thể sống dựa vào cái nghề cha ông để lại. Tôi chọn cho mình chiếc nón bài thơ." Xuất xứ của mỗi chiếc nón bài thơ nghe đâu từ một câu chuyện rất thơ. Người con gái Huế làm nghề chằng nón, muốn mượn chiếc nón lá gửi tâm tình của mình đến người mình yêu, nên lồng vào đó những bài thơ tình ý nhị. Cũng có người nói chiếc nón bài thơ ra đời ở làng Tây Hồ vào khoảng từ năm 1959 đến năm 1960, từ sáng kiến ép câu thơ vào hai lớp lá của nghệ nhân yêu thơ Phú Bùi Quang Bạc. Thực hư thế nào thì không có rõ, nhưng tôi vẫn bị cuốn theo cái giả định đầu tiên, bởi người phụ nữ Huế ý nhị, thâm trầm, người Huế thích vòng vo, nguồn gốc của chiếc nón bài thơ, do vậy không phải là không có lý. Chiếc nón bài thơ từ đó với tôi đã trở thành một nét rất riêng của xứ Huế, mang vẻ đẹp kín đáo của người phụ nữ kinh kỳ. Cầm chiếc nón bài thơ trên tay, dễ nhận ra vẻ thanh mảnh, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu ớt, mà lại bền chặt trong từng vành tre lá lợp, khéo léo trong từng mũi chỉ đường kim. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lúc làm mới biết chẳng dễ dàng gì. Từ công đoạn chọn lá, ủi lá đến lựa nguyên liệu bắt vành, rồi lợp, rồi khâu. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và khá kỳ công của người chằng nón. Cả chiếc nón bài thơ do đó không chỉ là công sức mà còn là tâm huyết, là tính cách và là tình cảm mà nghệ nhân gửi gắm vào. Tôi bỗng bật cười khi nghĩ về hình ảnh người con gái Huế qua từng chiếc nón bài thơ, dịu dàng đầm thắm đó, nhưng lại nồng nàn sâu sắc, mong manh đó, nhưng lại son sắc thủy chung. Những bài thơ được ép giữa những lớp lá phải chăng là sự thấp thoáng kín đáo, ý nhị mà người phụ nữ Huế e ấp, giấu đi những cảm xúc của mình? Là tiếng dạ khó hiểu giữa những sự thương, sự ghét cứ nuốt ngược vào trong, giống như khuôn vàng thước ngọc đã định sẵn khiến người phụ nữ Huế luôn gò mình vào những phép tắc, nề nếp gia phong, mộc mạc nhưng đài cát và có chút gì đó liêu trai. Phải chăng tính cách người phụ nữ Huế đã làm nên những chiếc nón bài thơ rất Huế? Để rồi cả phụ nữ Huế lẫn chiếc nón bài thơ tiếp nối nhiều thế hệ đã góp phần làm nên giá trị văn hóa của vùng đất này. Để rồi ai đi xa cũng nặng lòng với Huế, nặng tình với người con và đem những nỗi nhớ cuộn tròn trong chiếc nón bài thơ. Có lẽ những điều tôi nói với em lúc này vẫn còn quá mơ hồ, nhưng tôi tin thời gian sẽ cho em câu trả lời xứng đáng, giống như tôi ngày trước về một giá trị văn hóa của đất thần kinh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài tản văn vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.